nhau qua một điểm. Đối xứng tâm. Chào các bạn, chúng ta đang nhìn thấy hai đoạn thẳng đối xứng nhau qua điểm O. Chúng như đang nhảy múa cùng nhau phải không? Để làm được điều này, chúng ta thực hiện. Bước 1. Vẽ điểm A phẩy đối xứng với điểm A qua điểm O. Bước 2. Vẽ điểm B phẩy đối xứng với điểm B qua điểm O. Bước 3. Nối điểm A phẩy B phẩy lại với nhau. Ta có đoạn thẳng A phẩy B phẩy đối xứng với đoạn thẳng AB qua điểm O. Như vậy, hai đường thẳng đã được lập trình đối xứng nhau qua điểm O. Lấy một điểm C bất kỳ thuộc đoạn thẳng AB, chúng ta sẽ có ngay điểm C phẩy đối xứng với điểm C qua điểm O như các bạn đang thấy. Vậy, hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại. Đối với tam giác ABC, chúng ta cũng có hình ảnh tương tự như sau. Hình đối xứng của tam giác ABC là hình tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, là hình có kích thước tương ứng bằng với tam giác ABC. Như vậy, các góc tương ứng của hai tam giác này cũng bằng nhau phải không các bạn? Tức là góc A bằng góc A phẩy, góc C bằng góc C phẩy, góc B bằng góc B phẩy. Cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy, cạnh AC bằng cạnh A phẩy C phẩy, cạnh BC bằng cạnh B phẩy C phẩy. Bài học kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt.